Kính thưa các ông các bà, kính thưa hai bên hai họ gia đình, kính thưa quan viên hai họ gia đình cùng tất cả các bạn bè gần xa thân thiết cùng gia đình của hai gia đình đã đến đây về đây dự lễ thành hôn của hai con chúng tôi là Lê Hải và Lưu Tu. Ngày hôm nay là ngày tràn đầy hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi và cũng là của hai con chúng tôi. Đầu tiên tôi xin phép được gửi đến tất cả các vị khách quý và hai bên gia đình những lời kính chúc sức khỏe lồng nhiệt nhất và chúc trong ngày hôm nay tất cả đều vui vẻ và mạnh khỏe. Chúc một bữa ăn ngon miệng và đầy tình cảm ấm áp. Vậy tôi xin chân thành cảm ơn. Xin chào, cảm ơn những tình cảm yêu thương đến từ ông. Chúc ông thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Và đáp lại tình yêu thương đó, thanh niên trân trọng được giới thiệu bác Hòa, Hà Huy giờ là đại diện gia đình nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu yêu thương. Xin mời bác sẽ di chuyển lên sân khấu. Kính thưa các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè nam nữ gần xa, hôm nay ngày đành tha tốt, tôi từ đại diện tự giới thiệu, tôi là cậu của cháu Vui Thu, được phát biểu buổi thành hôn hôm nay. Kính thưa các cụ, không có bà cùng cô dì chú bác, cháu Hương Thu và Lê Hải trong quá trình công tác đã tìm hiểu chín mùi và dẫn đến ngày thành hôn. Vậy hai gia đình được đến ngày thành hôn, được hai địa phương, được chính quyền hai địa phương cho phép. Vậy hai gia đình đã tổ chức long trọng buổi thành hôn của hai cháu. Vậy tôi xin kính mời tất cả các vị đại biểu dùng bữa tiệc và chứng kiến buổi thành hôn của hai cháu. Vậy tôi chân thành cảm ơn một lần nữa. Sau khi tôi chúc toàn thể có quý vị chuẩn bị đón một xuân mới luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc, tôi xin cảm ơn.